thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Với văn phong độc đáo, mang đậm đà bản sắc dân tộc, tác giả cho chúng ta thấy một tình người ấm áp, ẩn chứa trong vẻ mộc mạc, thô ráp của ba con người trong một gia đình. Mời các bạn nghe Tuấn Hương đọc truyện ngắn Sao Núi, tác giả Duyên Phùng. Ôi giàng ơi! Cái bụng phản nóng lên như có hòn than cây mậy đang cháy trong ấy. Nà ơi, sao mang hết thóc giống đổ vào mà giã thế này? Giã rồi lại mang đi đâu? Chỉ thấy có thóc vãi quanh cối mà không thấy gạo đâu. Nà cho chị dâu gạo rồi à? Chị dâu xuống đây à? Nà ơi, nhà này là cái cây che nả mát lúc trời nắng đấy. Sao mặt trời chưa ngủ, nả đã chặt cái cây đi. Phản tức cái bà già điếc này quá. Ôi giàng ơi, cái nương vợ chồng con đã dọn sạch, chỉ chờ cha hạt lúa xuống thôi. Thóc giống vợ con đã lựa từng bông, vỏ ra làm giống, bây giờ biết lấy ở đâu ra. Giá nả là bó củi, Phản sẽ cho nả vào quẩy tấu, mang đến nhà anh trai mà để. Phản muốn hét lên, nhưng cái tay mềm ra, cái chân mỏi quá. Mà có hét thì nả cũng không nghe thấy vì nả điếc nặng. Con vợ đi từ bên ngoại về thì biết nói với nó làm sao. Cung thóc làm giống, nó đã chọn kỹ từng bông, chọn hết những hạt lẫn ra rồi. Khổ thế. Dạo này, nả sao ấy, cứ một mình làm nhiều việc như cây cỏ ranh buổi sáng đâm vào con mắt Phản thế. Mới vừa hôm qua thôi, mong mãi mới được một trận mưa cuối mùa. Phản mang những thứ hứng được nước ra ngoài trời để lấy một ít nước mưa, thế mà nả đem đổ hết đi. Trong đồ Phản như có một đám cháy lớn đang đỏ trong ấy. Mãi rồi cũng không bênh được nả cái điều mà đứa trẻ con cũng biết sai ấy. Nhưng lúc Phản muốn nói thì xia lại gạt đi. Nhà Phản có 4 anh em. Khi anh cả lấy vợ thì 3 thằng em trai cũng đến tuổi mang khèn xuống chợ phiên thổi trước mặt đứa gái mình thương. Các anh lấy vợ, anh trước cưới trả nợ chưa xong thì anh thứ hai kéo vợ, rồi anh thứ ba. Phản 22 tuổi, ông nội mất, nợ đám ma ông nội chưa trả hết, lại đến bố vào rừng bị gỗ đèn nằm một chỗ hơn 1 năm thì bị ma rừng đón đi. Cái đói như con vắt gặp bắt chân non tơ của đứa gái trẻ bám vào nhà Phản mãi không chịu rời đi. Các anh trai sợ cái khổ ở với mình lâu quá nên cưới được vợ rồi lại lần lượt ra ở riêng, không ai ở cùng với nả. Mẹ Phản lấy hết cái khổ của đàn bà xứ này. Phản không nhớ nả bao nhiêu tuổi. Dân trong bản, người nói nả 70, người bảo nả 80 tuổi vì cái lưng của nả cong xuống rồi. Cách nhà Phản 3 nóc nhà có đứa con gái tên là Xia. Mặt nó lúc nào cũng nhỏ, con gái mà lười lắm. Nhà nó chỉ có 2 mẹ con, năm ấy nó 16 tuổi. Một ngày trời mưa to lắm, nó sang nhà Phản vay một ít gạo nếp nương. Nả đi nhà anh trai chưa về, Phản đang lui cui nấu cám cho 4 mẹ con lợn đen. Nó ngồi nấu hộ, tay cầm hòn than vẽ vẽ ra đất một lúc thì mặt nó nhỏ. Từ hôm đó, khi Phản ở nhà một mình, nó hay sang, lúc vay ngô cho gà, lúc vay củi. Qua một mùa mưa thì không sang lúc Phản ở nhà một mình nữa. Nó sang nhà Phản vào một buổi sáng trời nắng mà cả nả ở nhà. Nó nói to, chẳng ngại, chẳng sợ gì. Nà, hòn máu họ Giàng về ở trong cái bụng con rồi. Nả nhìn Phản, lòng nả như rối rắm. Cái thằng trai này, lời nả nói với mày như gió trượt qua tai, rơi xuống vai áo, tàn như xương thằng riêng thế à? Ấy, nó nói thế phải lấy nó rồi. Hòn máu ấy của họ Giàng thật đấy nả. Nả nghe mà như con núi đá đè lên ngực. Lấy đứa gái chưa biết giữ cái mặt mình sạch thì lại khổ con mình thôi. Nả buồn như hang núi mùa mưa. Ngày cưới Phản,
Căn nhà nép sau lưng núi cũng lượm được bước chân người ra vào. Rượu ngô dân bản mang đến giúp, đựng trong chum, dán giấy đỏ bên ngoài, đậy vải đỏ trên miệng rồi mà vẫn phô phang cái mùi thơm nồng nàn, khiến đá say, gió say, nắng say, khói bếp cũng say, cuộn lên từng cột, chảy lênh láng vào chiều. Một nắm lá thảo quả bỏ vào đám lửa đang rừng rực cháy, thơm lựng cả trời mường lèo. Đàn ông nghỉ nọ, đàn bà nghỉ nương, trẻ con nghỉ học, con dê nghỉ leo núi đến mừng cho họ giàng có dâu mới. Thế mà thằng San, bạn thân của Phàn, lại nói: "Con xìa, vợ mày chưa biết rửa sạch cái mặt thì làm được gì? Mày lấy nó về nuôi cho béo mà sờ cho thích cái tay thôi." "Ấy da, bạn mà nói cái lời xấu như cái đũng quần thủng thê, con nên bạn thân không?" Phàn nhìn nó như nhìn bắp ngô, chỉ con gà con lợn khi đói mới cần thôi. Mo là người quan trọng nhất đã được mời đến, rồi những người giúp đám cưới cũng đã đến đông từ chiều hôm trước ngày cưới. Tiếng lợn bị hóa kiếp kêu en ép, những tảng thịt tươi máu, những tiếng gà quang quác, những người đàn ông cười hổn hển, nồng nàn mùi rượu ngô. Phàn lấy vợ mà cái bụng chả hồi hộp chút gì, chỉ muốn nhanh xong đám cưới. Nả lặng lẽ đặt dưới gối con dâu một lá bùa. Ấy là ngầm hiểu không muốn con trai thay vợ lần nào nữa. Giờ Sửu thì đoàn nhà trai đưa cô dâu về đến nhà, cái khăn đỏ vẫn trùm kín đầu xuống mặt. Trùm khăn thế để đứa gái không biết bỏ chồng quay về nhà nả nó nữa. Nghi lễ xong, cô dâu mới được mở khăn cho ma nhà nhận làm con trong nhà. Mặt đám trai đỏ như gà trống tập gáy, những đứa ca gái cười rúc rích, rượu lưng lửng các chum, thức ăn còn nửa lá, xôi còn nửa chõ, chiếu trước bàn thờ, các cụ nghiêng ngả say hát lý lơi, cầm điếu cày chống cằm lim dim mắt. Chiếu ngoài là đám trai bồn chồn ngấm men, đứa nằm, đứa ngồi. Góc sân là mấy đứa gái, má đỏ như táo chín, mắt lá răm, liếc sang trái, sang phải. Các cụ rời mâm, khật khưỡng ra chiếu uống nước, nhận cái lạy cảm ơn của cô dâu, chú rể, cười hỉ hả dặn dò vài câu. Các thanh niên rời mâm, chánh choáng ra góc sân, vuốt lại tà áo. Các đứa gái lơ mơ rời mâm, lo dọn dẹp chiếu để chiều mang trả những nhà trong bản. "Ơ, hôm nay cái mặt con xia không còn nhỏ nữa. Mắt nó hiền như mắt con bò cái, da trắng như măng vầu non mới bóc, tóc đen như đêm không có trăng, ngực nó như quả bí non treo bờ rào. Ơ, con vợ mặt nhỏ biết chồng cái mầm yêu thương trong bụng mình rồi à, lạ thế chứ." Từ mai, hai đứa sẽ đi làm từ lúc con gà mới gáy, tới khi trời đen như đít nồi mới về. Rồi ngô sẽ đầy gác bếp, thóc đầy xà ngang, gà đầy vườn, dê đầy chuồng, cái nợ sẽ bỏ đi nhanh thôi. Bụng Phàn vui như con tê tê vừa đào xong hang mới. Những ngày mới về nhà chồng, cái mặt con xia vẫn nhỏ thế. Mẹ chồng sai nó nấu cơm, nó mếu máo: "Ở nhà con mới biết xem lửa thôi, chưa biết xem nước." "Chưa biết, phải làm cho biết." Cái mặt nó lại nhỏ, nó bảo biết xem lửa mà nồi cơm hôm nào cũng cháy. Nả bảo: "Ăn cháy cho lần sau biết xem lửa." Mắt nó đỏ hoe, nó im lặng. Thời gian nhanh như con hoãng chạy ngang rừng. Đã 5 năm đi qua, thằng giảng Mí Chu đã cao bằng cái quẩy tấu. Một hòn máu nữa mới về ở trong bụng vợ Phàn được hơn một con trăng. Mà bây giờ nó hay nói thế: "Ôi giảng ơi, nó mà biết nả mang thóc giống ra giá thì lại làm ầm lên cho mà xem." Phàn lại ước nả là bó củi khô. Biết lấy đâu ra thóc giống bây giờ, nhà ai cũng để đủ giống rồi, ai người ta có mà cho mình vay. Hay là sang nhà các anh hỏi: "Mẹ già ở với mình, các anh đã đỡ vất vả rồi, thì mỗi anh giúp một ít cũng không khó mà." Đang nghĩ thì con vợ về, lưng nó điệu đứa con, tay nó xách cái lồng tre bên trong có mấy con gà nhép.
cổ nó đeo lủng lẳng hai bó rau cải lấm tấm hoa vàng. Nó nhìn Phàm. Ngủ thế, mày không biết đỡ rau xuống à? Thế mày không biết đặt cái lồng gà xuống à? Tao còn phải mang gà ra xem ba nhà cho làm chuồng ở chỗ nào. Phàm đỡ hai bó rau cải đặt xuống. Con vợ nó muối cải chua ngon lắm, chẳng cần thịt, chỉ cần xào cải con vợ muối với mỡ lợn thôi là Phàm ăn cơm không biết no. Đỡ đứa con đang ngủ trên lưng mẹ nó, dãi chảy cả ra. Con vợ mang cái lồng đựng mấy con gà nhép ra ngoài. Nó lấy chân đẩy mạnh cho lồng lăn lông lốc. Khi lồng gà dừng chỗ nào là ma nhà đồng ý cho làm chuồng chỗ đó. Đấy là nó cắm hướng chuồng đấy. Ây già, ma nhà ưng cái bụng cho mình để chuồng gà ở gần hai con lợn đen rồi. Con vợ nhìn những hạt thóc mẩy căng vương vãi cạnh cối giã ngoài mó nước mà Phàn quét vội chưa sạch. Nó nhìn Phàn dò xét. Phàn lập bập như có người xui. Hết thóc giống rồi. Sao lại thế? Đã đổ vào cối giã hết rồi. Ôi giàng ơi, thóc giống của tôi chết rồi, lấy đâu ra thóc bây giờ? Thế này thì chết đói cả nhà rồi. Mày đi lấy thóc ở đâu về mà trồng? Tao không biết nữa, tao kệ nả với mày thôi. Cái bụng Phàn như con lợn ăn nhiều sắn sống, cái tức chạy về nhanh làm con mắt đỏ lên. À, mày dám làm con vợ hư thế à? Phàn đưa tay lên, dúi đầu con vợ xuống thật mạnh. Tóc nó xõa ra, bay qua mặt Phàn như mùi măng chua. Nả ơi, con Nả giết cháu Nả rồi đây này. Nả ra mà xem đi, tại Nả đấy. Nó nói Phàn như thế nào cũng được, nhưng động đến mẹ Phàn thì nó hư quá rồi. Đàn bà, lấy chồng rồi thì làm hòn đá kê chân cột nhà chồng, chứ sao lại dám làm cái cây cột cái thế này. Phàn tát nó, khẽ như tát con ruồi đậu trên lưng con trâu thôi. Thế mà nó vằn mắt nhìn Phàn, vứt cái lồng gà nằm đấy. Nó vào, lôi thằng bé đang ngủ dậy, bế đi, tiện chân. Nó đá cái nồi kêu loảng xoảng. Đi thì đi, kệ mẹ, không có mày, tao lấy con vợ khác. Cái đầu mày, nghĩ nồng như cái mùi gỗ thế, có bỏ đi tao cũng không tiếc. Nước mắt nó chảy ra, nó nhìn mẹ chồng một cái, rồi cõng thằng con đi phăm phăm ra ngõ. Hay là mình sai? Không, làm thằng chồng thì không bao giờ sai được. Nó là con vợ hư. Tiền Phàn xuống chợ bán gì về cũng đưa hết cho nó cầm. Phàn không thể sai được. Là Nả sai. Là Nả sai. Không được. Nả khổ nhiều rồi, Nả gánh nợ rồi, trả nợ, cái lưng cong thế, Nả không sai đâu. Mất con vợ này, có thể lấy con vợ khác. Mất mẹ rồi, lấy mẹ ở đâu? Nắng chiều heo heo trên vách, nghĩ mình không sai, sao hai vai nặng như gánh hai quả núi thế này? Nả nhìn Phàn, chỉ nói một câu. Mày đi lấy con dâu với cháu tao về đây. Phàn chạy lên đồi, đồi chỉ có gió thông thốc thổi. Phàn chạy ra suối, suối chỉ có đá đứng, đá ngồi. Chân Phàn rối lên, bụng như có con rết độc bò trong ấy. Ôi giàng ơi, có khi nào nó tìm đến cái lá xanh hoa vàng không? Đàn bà khổ quá thì nghĩ đến cái lá ấy, mà cái lá ấy thì chỗ nào cũng có. Bụng Phàn như có con rắn độc đang trườn trong ấy. Về báo với Nả một câu, rồi nhờ người đi tìm nó. Lúc nào Phàn cũng luôn có trước có sau với Nả như thế. Về đến ngõ, đã thấy thằng con chạy ra đón. Phàn không muốn khóc mà nước mắt cứ bò ra. Tưởng là ngón đưa mẹ con nó về mường trời rồi chứ. Xia nhìn thấy mắt thằng chồng đỏ hoe thì đè cái giận xuống như đè cái căn rỗng trên con suối cạn mà hỏi. Mày mất cái gì à? Mất rồi, mất hết rồi.
Mất cái gì? Thóc giống ấy, nả đổ ra rã hết rồi đây. Ừ, cho mất hết đi, khỏi phải trồng, khỏi phải mệt. Cho mất hết đi, khỏi phải ăn. Cho mất hết đi, tao với con lớn chết đói. Cho mất hết đi, để đứa con bé không lớn nữa. Cho mất hết đi, để tao không bị đánh như con trâu lười, làm như con gà mái không biết đẻ. Phản không để cái tức về nhiều vì bị con vợ cãi lời nữa. Phản nhìn thấy nửa quẩy tóc thóc giống cái quẩy tấu buộc chỉ đỏ của mẹ vợ. Trong đầu Phản mọc lên cái mầm hối hận. Phản tát xia nhẹ thôi, nhưng cái bụng xia tức như bị con bò đá. Xia cõng thằng con đằng sau đi sang nhà mẹ. Từ nhà xia sang nhà mẹ bằng thời gian nấu một nồi cám cho bốn con lợn ăn no. Xia nghĩ rồi xia gửi con cho mẹ để đi làm, tự đẻ, tự nuôi con, đến ngày đứa con chui ra rồi thì về ở với mẹ. Xia kể cho mẹ nghe về việc Phản đánh xia, việc mẹ chồng đổ thóc giống ra rã. Ây da, cái đứa gái này, đàn bà không có nước mắt quấn quanh thân thì không phải đàn bà. Mày lấy thóc này về mà làm giống đi, vụ sau không cần phải trả lại đâu. Đàn bà khi đã về làm ma nhà chồng, cũng như con lợn điếc, xích gốc chám nhạt nghèo, như hòn đá kê chân cột nhà chồng, không được cãi. Phản muốn nói một lời xin lỗi vợ mà miệng lúng túng như ngậm tóc rối trong ấy. Nà ôm thằng cháu nội, vuốt mái tóc hung hung vàng của nó. Đừng giận tôi nữa nha, Phản lý nhí như nói thầm với mình. Đúng ngày cuối năm, con trâu đẻ một con nghe con. Mừng quá, thằng chua đưa bàn tay bé xíu xoa cái đầu tròn mượt của con nghé. Phản đưa tay xoa xoa cái bụng chưa kịp đội cặp váy nhô lên của xia. Nó vẫn còn giận, hất tay Phản ra. Cái bụng mày tức lâu thế, tôi xin lỗi rồi mà. Ừ, thì không tức nữa, xia nghĩ thế nhưng không nói ra. Con lợn này Tết thì thịt có bé không? Phản hỏi con vợ mà nó nhấm nhẳng. Thịt để làm gì con to, ăn nhiều cho béo à? Ăn nhiều rồi lại hay quên à? Ăn rồi lại bảo chưa ăn à? Ăn nhiều rồi khỏe cái tay tát vợ à? Nà ăn nhiều vậy nhé, năm nay nhà mình đủ ăn rồi lơ, xia nói to với mẹ chồng. Mày ăn bốn bát cơm với một miếng cháy bằng nửa cái quạt mà vẫn chưa no à cái con vợ này? Là cái đứa con mày bảo phải ăn nhiều con mới khỏe được. Nà nghe thấy đấy à? Phản ngạc nhiên nhìn nà. Mùa xuân tới sát cửa rồi, sao cái lạnh vẫn về nhiều quá. Bà cụ ngồi cách xa bếp một khoảng vừa phải, tay cầm một miếng thịt con dâu vừa đưa cho, bên cạnh là ông rượu ngô thơm lựng. Con dâu tuy hay nói nhưng có gì ăn ngon cũng nhường cho mẹ chồng ăn trước. Không biết có phải vì thế mà mẹ Phàn chỉ sang nhà các anh một hai ngày là đòi về. Nhà các anh cũng là đất này, nước này, thế mà mẹ nói không hợp nước, không hợp đất, không ở được. Lạ thế chứ. Mẹ chồng sờ sẫm lần túi áo, tay lập cập một đồng bạc trắng. Đi mua thóc giống nhé, con dâu. Nà, cất đi, vợ chồng con có thóc giống rồi. Nà ăn xong thì con tắm cho, tí nữa lên giường rồi ai mà gọi được. Cái ghế mây lạnh này con làm cho nà đấy. Nà đừng ngồi cái ghế cũ nữa, ngã lại khổ con. Mẹ chồng cười, tay run run lần sờ vào cái bụng của xia. Nà cất thóc giống rồi, nà không dã đâu. Mày mang trả thóc cho bà ngoại thằng chua đi con dâu à. Ôi giàng ôi, sao nà làm thế, nà làm khổ con dâu nà thế. Bà chúng nhìn đứa con trai đang hí húi nẹp nốt cái chuồng gà.
Thì ra nả làm thế vì không muốn phản chỉ nhăm nhăm bênh mẹ. Nó còn con vợ nó nữa chứ. Cứ bênh mẹ mà mắng vợ thì không nên thằng trai tốt rồi. Sáng nay vợ chồng Phản đi chợ phiên, vừa tới qua con vợ nói: tiền mấy đưa tao vẫn giữ đây này, mày xuống chợ mua cho nả một cái khăn ấm, còn thì mua một cái đài cho nả ở nhà nghe dân ca. Phản cười khùng khục: nả có nghe thấy gì mà mua đài, cái nhỏ từ mặt chạy lên đầu mày gì à, cái con vợ này. Con vợ cười, cái mắt nó hiền như mắt cừu: nả biết nghe cái đúng, nả biết thương tao, nả biết mà không biết nghe sao thằng chua đòi gì nả cũng lấy cho nó. Không biết nghe sao nả biết con gà rừng gáy một lần, con gà nhà gáy hai lần mà gọi mình dậy. Ấy da, con gái ở chợ phiên này hết rồi hay sao mà mấy thằng ăn thắng cố cứ nhìn vợ ta thê. Con gái chết hết cả rồi hay sao mà cả mấy thằng đang uống rượu cũng ngẩng lên làm con ong vo ve quanh vợ ta thê. Phản thấy cái tức tự nhiên về nhiều. Trong bụng nó đang có hạt máu của ta rồi, chúng mày có nhìn nổ con mắt cũng như nhìn vào mặt trời giữa trưa, nhìn chán thì phải quay đi thôi mà. Vợ ít thương ta rồi hay sao mà xuống chợ là cái mắt mày cười vùi thế. Phản đỡ cái quẩy tấu đầy nắng từ vai con vợ sang vai mình. Thương nó quá. Mặt nó hết nhọ từ bao giờ Phản cũng không nhớ nữa. Nó cười, cái xoáy nước bên má nó làm quả tim Phản rung lên khe khẽ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh bằng cách like, comment và chia sẻ. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.